Và thật bất ngờ, người chiến thắng hôm nay chính là đồng đội của mình, anh Nhân. Với cung thủ Việt Nam tự tin khoe cả cánh, tôi đã làm không ít bàn lưới và đối bộ với sự đa dạng phong phú chất lượng mỗi giờ nữa. Tiếp tục dùng lời thế thân hình của Lê Tẩm Sinh và vô cùng đặc biệt. Chúng tôi rất tâm phục, tâm sự tâm phục của tôi muốn học sinh và làm phát triển chất lượng và tính hiệu quả trong giờ học. Phần thưởng cho học này là một bằng khen chương trình và một màn trình diễn vô cùng phong cách ngay đây để thể hiện phát biểu của tôi đến. Xin mời cô.